Hello Điện Bình Chánh, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay B12 năm gửi nó mới vừa về nha anh em. Thì Điền mới chia được 20 chai. Thì Điền chiết lẻ ra để phục vụ toàn thể anh em. Thì hôm nay anh em nào chưa có hàng xài thì bữa nay alo lại cho Điền nha anh em. Thì cái giá đợt này chai chiết lẻ 10C như vậy là 300 ngàn nha anh em. Còn anh em lấy chai lớn như vậy là 2,6 triệu nha anh em. Nhưng mà số lượng nó có hạn lắm anh em, mỗi người chỉ được giới hạn một chai lớn thôi, còn anh em lấy 2-3 chai nhỏ gì thì xài cũng được, tại vì cái hàng này bây giờ nó cực kỳ hiếm, nó không có nhiều, giá nó cũng cao nữa anh em. Chỉ thật sự cho những anh em nào đi nhảy nhót trong cái thời gian đó rất là cần thiết cái này nha anh em. Trong cái thời gian qua thì thiếu hàng cực kỳ nghiêm trọng nên anh em không có xài. Thì Điền xin nhắc lại cái tác dụng của B12 năm gửi này nha anh em. Thì B12 năm gửi này thì anh em dùng để nuôi hàng tuần, đặc biệt là chế độ cho con gà đi nhảy nhót là cực kỳ im nha anh em, tăng cái sức mạnh, tăng cái sự vận động, nó lâu mệt mỏi nha anh em. Nước khuya nó rất là bền, nó mà kết hợp với ginseng là tuyệt đối không có loại nào mà qua nó nổi nha anh em. Thì cái cặp hai ginseng với một B12 năm rưỡi này được anh em xài rất là nhiều. Thì hôm đó nay thế B15-12 giờ có năm rưỡi đó, anh em nào có xài thì hú lại liền nha anh em. Thì cái số điện thoại của Điền là 0347471112 nè đó, anh em nào có xài thì cứ hú trực tiếp cái số đó cho Điền anh em, cũng có Zalo luôn, anh em nào xài thì hú Điền anh em. Thì anh em mua hàng trên 500 thì Điền sẽ bao phí ship, còn dưới 500 thì phí ship 20 ngàn, 2-3 ngày là có nha anh em. Điền mới chiết sẵn 3 chai nè, lên clip liền luôn cho nóng anh em. Cái hàng của Điền đặt nó chưa có về nha anh em, mới có lịch đặt à. Cái này là chia của ông anh đỡ đó. Này cực kỳ hiếm, nhiều khi anh em muốn đặt là không phải đặt được đâu anh em, nó chia cho người ít rồi. Cái này á, chế độ nuôi gà, chế độ nhảy nhót cực kỳ ok anh em, nó vừa xài dữ lắm, ấm gà vừa phải, không có gây quá nóng. Gà chống nọc, máy nọc thì xài được luôn anh em. Chống nọc thì đừng tiêm từng lần à, bữa nay có về bắt đầu xài cho mấy gà nọc chứ chống nọc chứ máy nọc mới bắt luôn anh em. Xài này tỷ lệ chống cực kỳ cao anh em. Thì cái cách xài của nó thì khi anh em mua hàng thì Điền sẽ kèm cho anh em cái ống chích luôn đó. Ống chích là từ 10 đến 100 anh em, thiện ký là số 10, 2 ký 20 3 ký 30, thằng này dễ xài dữ lắm. Anh em cũng có thể kết hợp B12 năm gửi này với galumin hoặc C1 hoặc là thứ gì đó anh em thích thì xài loại nào xài tùy. Rồi vậy nha anh em nào có xài thì muốn ủng hộ Điền nha anh em. Hàng này là cái hàng chính hãng của Toneo nha anh em. Đây chai bất kỳ cho anh em xem. Cái nước nó rất là đậm nha anh em. Cái hàng trên thị trường nó lớ mớ là dễ bị trúng hàng giả vậy lắm. Anh em nhìn trên nè, cái logo của nó, đặc biệt cái nước của nó có cái mùi, có mùi đặc trưng lắm nha anh em, mà mùi nó rất là đậm, nước cũng đậm lắm nha anh em. Điền bên đây Điền là Điền chiết chai trắng cho anh em luôn nè, thấy không? Nó khi anh em lắc cái lên là nó đậm đen mà nó đỏ tươi nha anh em. Bọt rất là nhiều. Mà nó cái mùi hẳn hẳn của nó là cái mùi đặc trưng, không biết tả là sao nhưng mà nó có cái mùi hẳn hẳn. Chứ không phải là nó không có mùi như một số dòng trên thị trường là nó nhái nghe anh em. Đây là cái hạn sử dụng của nó, đợt này tới 2027 lận. Rất là xa nghe anh em. Bên Điền là không phải lúc Điền mà là người chuyên bán để lấy tiền lời không, là lúc nào cũng có hàng anh em. Còn những cái hàng này Điền đã đứt hàng cỡ 5-6 tháng này, hơn nữa. Cỡ 7-8 tháng á. Không có thôi, với Điền không có đi chia đi bào với chân anh em, không có lấy về bán cho nó có. Chừng nào có hàng chính hãng hoặc Điền chia của những anh em chung chỗ lấy Điền mới chia lại, chứ còn không Điền không có lấy suốt được đó. Rồi bữa nay có hàng rồi đó, hàng này bây giờ nó cũng hiếm lắm, anh em nào có thật sự cần thiết xài thì cứ lấy xài, chứ qua đợt nó hết thì cũng bó tay luôn em, tùy theo cái số lượng anh em xài đó. Gà lúc gà thì nó cũng vừa vừa chứ nó cũng không nhiều, nhưng mà cái lượng anh em cần nó đang rất là nhiều. Rồi anh em nào có xài thì alo trực tiếp số điện thoại của Điền anh em.
Thì xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Chào anh em, hẹn gặp anh em video tiếp theo nha anh em.